Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuộc sống 24 giờ. Tôi là Thùy Dương và tôi là Mỹ Linh. Ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bão số 4 vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 28 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 12 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Vào lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Ảnh hưởng của bão số 4 tại đảo Cú Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14. Đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa có gió giật cấp 7. A Lưới, Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9. Trà My có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Đắc Tô có gió giật cấp 6. Pleiku, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/giờ. Vùng nguy hiểm trên biển trong 6 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 14 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Vùng biển từ Quảng Bình đến Phú Yên, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cú Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ngoài ra, trong ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm. Có nơi trên 120mm, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Thưa quý vị và các bạn, những người dân ở các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi gần như đã có một đêm không ngủ khi phải chứng kiến sự kinh hoàng ở nơi tâm bão Nori đi qua. Gió bão rít liên hồi quật rầm rầm vào cửa sổ và mái tôn. Hiện nay thì cây đổ nước ngập khắp nơi cho thấy sức tàn phá ghê gớm của cơn bão này. Vào khoảng 1 giờ sáng nay 28 tháng 9, tâm bão được ghi nhận cách bờ biển Đà Nẵng 110 km, cách Cù Lao Chàm 88 km về phía đông nam, cách đảo Lý Sơn 127 km về phía đông bắc. Cấp gió ở tâm bão cấp 13, giật cấp 15. Bão chưa thực sự đổ bộ, nhưng sức gió ghi nhận tại sân bay Chu Lai là 110 km/giờ, ở đảo Lý Sơn là 133 km/giờ. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cho biết, sức gió đo được tại trạm khảo sát Tam Thanh, Tam Kỳ lúc 3 giờ ngày 28 tháng 9, giật cấp 12. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 3 giờ 45 phút, vị trí tâm bão nằm ngay trên bờ biển giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, cường độ cấp 10, cấp 11, 103 đến 117 km/giờ, giật cấp 13. Trong đó, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Tam Kỳ có gió mạnh nhất, giật cấp 13, cấp 14. Tại Đà Nẵng, hàng loạt các ngôi nhà cấp 4 và đặc biệt là nhà mái tôn đã chỉ còn khung trước sự tàn phá của siêu bão Noru. Thưa quý vị, như vậy bão Noru đã chứng tỏ sức mạnh của nó, trùng khớp với nhận định của các chuyên gia rằng đây là cơn bão mạnh nhất khi vào miền Trung trong 20 năm trở lại đây. Nó có hình thái tương tự bão Sandstorm đổ bộ Đà Nẵng, Quảng Nam tháng 9 năm 2006, làm 76 người chết và mất tích. Bão Kesana vào Quảng Nam, Quảng Ngãi cuối tháng 9 năm 2009 làm 174 người chết, thiệt hại vật chất ước tính 14.000 tỷ đồng. Chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại bão Noru gây ra, tuy nhiên nhà tốc mái đổ sập tại nhiều nơi trong khu vực bão quét qua. Có những nơi người dân gặp nạn do bão đã gửi đi tín hiệu kêu cứu trên mạng xã hội. Chủ tịch UBND xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Lê Hùng Thiết cho biết, vào khoảng 2 giờ đêm, mưa to, gió lớn đã gây sập một phần của nhà người dân tại thôn An Thành 1, xã Bình An. Thời điểm này có 7 người gồm 4 trẻ em, 2 người lớn và 1 người già ở trong tránh bão.
Sau 30 phút bị mắc kẹt phía trong thì tất cả thoát được ra ngoài, chạy qua nhà hàng xóm an toàn. Theo thông tin ban đầu, gió bão đã làm sập một phần nhà dưới, gia đình này không nằm trong diện di rời vì được xếp vào diện nhà kiên cố. Thưa quý vị, các tỉnh thành dự báo nằm trong vùng tâm bão đều đã thực hiện cấm người dân ra đường, trừ lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt. Cụ thể, tại Quảng Nam, cấm người dân ra đường từ 18 giờ ngày 27 tháng 9. Đà Nẵng và Quảng Ngãi cấm đường từ 20 giờ ngày 27 tháng 9. Thừa Thiên Huế cấm đường từ 21 giờ đêm qua. Ghi nhận tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lúc 18 giờ ngày 27 tháng 9, trời bắt đầu có mưa to, gió lớn, gió rít từng cơn, cây cối nghiêng ngả. Đường bị cấm lưu thông lúc 18 giờ nên không thấy bóng dáng người dân đi trên đường phố. Còn tại Thừa Thiên Huế, lúc 19 giờ tối ngày 27 tháng 9, thời tiết tại thành phố Huế có mưa và gió nhẹ. Các tuyến phố chính thừa thớt người và phương tiện. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo tạm ngừng hoạt động mua bán tại các khu chợ truyền thống từ 14 giờ chiều ngày 27 tháng 9. Tỉnh này cũng yêu cầu người dân không ra đường kể từ 21 giờ tối ngày hôm qua 27 tháng 9, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và trường hợp đặc biệt. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phát đi thông báo tạm dừng đón khách tham quan trong ngày 28 tháng 9 tại các điểm di tích thuộc quần thể Di tích Cố đô Huế cho đến khi có thông báo mới để ứng phó với cơn bão Noru. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết lúc 20 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9, đồn biên phòng Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới nhận được tin báo từ người nhà của ngư dân Nguyễn Đăng Nhâm. Gia đình đã phát hiện thấy thi thể anh Nhâm tại bờ biển xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới. Trước đó, anh Nguyễn Đăng Nhâm bị rơi xuống biển vào sáng ngày 26 tháng 9 khi đang vào bờ trú tránh bão. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo đồn biên phòng Nhật Lệ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định, bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân, mai táng theo phong tục địa phương. Tại Quảng Bình, đến thời điểm 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, trời mưa nhẹ, gió không còn lớn như thời điểm trước đó một tiếng. Kịch bản chi tiết khi bão đổ bộ vào đất liền đã được các cơ quan chức năng địa phương lên phương án cụ thể. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, ảnh hưởng của cơn bão số 4 trong đêm qua và sáng ngày hôm nay, tỉnh này đã có mưa to và gió mạnh. Người dân đã lo lắng thức trắng đêm để canh bão. Phóng viên Trung Kiên hiện nay đang có mặt tại tỉnh Quảng Ngãi sẽ thông tin chi tiết. Xin được kết nối với phóng viên Trung Kiên. Xin kính chào trường quay, xin kính chào quý vị và các bạn. Và lúc này tôi đang có mặt tại khu vực ven biển huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Và các bạn có thể thấy là sau một đêm mưa gió dữ dội thì đến buổi sáng ngày hôm nay thì biển đã không còn động như ngày hôm qua nữa và trời cũng đã ngớt mưa. Tuy nhiên theo cập nhật của chúng tôi thì tại khu vực của huyện đảo Lý Sơn trong đêm qua và rạng sáng nay đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 và khiến cho rất nhiều nhà trên địa bàn của huyện Lý Sơn đã bị tốc mái và hư hỏng. Người dân đã sơ tán đến nơi an toàn nên đến thời điểm hiện tại là chưa ghi nhận thiệt hại về người. Còn tại khu vực của huyện Bình Sơn, trong buổi sáng ngày hôm nay, qua một vòng khảo sát của chúng tôi thì có thể thấy là cũng khá nhiều các cửa hàng, ki ốt kinh doanh đã bị hư hỏng và bị thiệt hại. Và đặc biệt là có cái sự cố lưới điện rất là nghiêm trọng diễn ra trên địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi. Theo ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết thì bão đã gây mất điện cho khoảng 210 hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên nhân mất điện là do liên quan đến sự cố đường dây trung thế 22 kV ở khu vực và hiện tổng công ty này đang huy động nhân lực để khắc phục sự cố. Còn tại khu vực ven biển của huyện Bình Sơn thì theo ghi nhận của chúng tôi trong rạng sáng nay thì tại một số ki ốt ở ven biển thì sau khi được chằng chống khá là kỹ lưỡng thì vẫn đảm bảo về an toàn, rất là hạn chế trong việc là tốc mái. Trong sáng ngày hôm nay thì một số người dân đã ra khu vực ki ốt của mình để kiểm tra, để xem tình hình thiệt hại như thế nào và có thể so sánh của cơn bão số 4 lần này với cơn bão Molave vào năm 2020 thì sức gió là không bằng và đến nay thì thiệt hại theo quan sát của chúng tôi thì cũng chưa ghi nhận những thiệt hại đáng kể ngoài một số cây xanh và cột điện bị đổ gãy trên đường thì không có cái thiệt hại nào nghiêm trọng cả. Còn tại khu vực vùng núi, theo trao đổi với chủ tịch của huyện Sơn Hà thì có thể cho biết là trong cả sáng nay thì đã có mưa rất lớn và nước trên sông ở khu vực này đã lên báo động 3 và ngập 3 cầu tràn tại huyện này. Và tình hình tuy nhiên thì người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn nên cũng chưa ghi nhận những thiệt hại về người.
Và điều chúng tôi muốn cảnh báo là trong sáng ngày hôm nay, ghi nhận ở ngoài khu vực ven biển thì đã có một số ngư dân chèo thuyền thúng ra ngoài. Có thể là họ tranh thủ thời tiết đã ổn định để đi đánh bắt. Tuy nhiên trong khoảng đường thời điểm trước, trong và sau bão thì những khoảng khắc này thì có thể sóng gió có thể nổi lên bất cứ lúc nào và có thể gây nguy hiểm cho những ngư dân chèo thuyền thúng ở ngoài ven biển. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về hiện tượng này, tuy nhiên thì người dân vẫn bất chấp và ra khơi. Có thể nói là cơn bão số 4 đã ảnh hưởng đến khu vực miền Trung trên diện rộng và đặc biệt tại tỉnh Quảng Ngãi thì trong đêm qua người dân đã có một đêm thức trắng và không ngủ, cộng thêm hiện tượng là mất điện nữa nên là người dân thực sự lo lắng trước cơn bão này. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết và thiệt hại trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay. Vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin cập nhật từ phóng viên Trung Kiên. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão Noru đã khiến Quảng Bình và nhiều tỉnh của miền Trung đang chịu những cơn mưa lớn thất thường, nguy cơ cao có thể gây ngập úng, sạt lở đất. Nhằm chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương nghiêm túc, kịp thời kiểm tra các điểm xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao, sẵn sàng phương án di rời người dân khi sự cố xảy ra. Âu tránh trú bão tàu cá Cửa Ròn hiện đang có hơn 100 tàu cá neo đậu, còn khoảng gần 300 tàu cá khác đang đợi thủy triều rút để di chuyển vào. Âu thuyền này là nơi an toàn cho nhiều tàu cá ở khu vực miền Trung. Trong nhiều ngày qua, chính quyền và lực lượng chức năng đã tích cực kêu gọi tàu thuyền về tránh bão. Và hiện tại bây giờ là ban quản lý thôn cũng đang tiếp tục vận động giới, như có những cái tàu mà chưa trú tránh bão là đang tiếp tục vận động bà con về nơi trú tránh bão an toàn. Có 9 tổ xung kích, cứ một tổ là ít thì 10 người mà nhiều thì 15 người cho một thôn. Thì là tập trung kiểm tra cả cái điểm sạt lở, những nơi mà có khu dân cư sâu trũng trên địa bàn. Kè biển Cảnh Dương, nơi đã từng bị sóng đánh hư hỏng nặng do cơn bão số 13 cách đây 2 năm và được xây dựng mới trong năm nay. Đây là điểm xung yếu có thể gây ảnh hưởng đến gần 700 hộ dân. Chính quyền tỉnh Quảng Trạch đã cử người theo dõi diễn biến của mưa lớn nhằm có kế hoạch ứng phó. Ngoài ra, tại địa phương này, 4 điểm có nguy cơ sạt lở bờ sông với diện tích khoảng hơn 5.000 mét cũng được theo dõi chặt chẽ. Bởi vì mỗi lần mà bão là ở đây xã họ loa là dân ở dưới này là đi cưa hết, không cho cái vùng biển là họ ở đây, mà lên mãi vùng trên. Ủy ban nhân huyện cùng các cơ quan chức năng của huyện cũng đã tăng cường đi kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng chức năng ở các địa phương là kiểm tra lại lần cuối để mà có cái sự chỉ đạo và lên các cái phương án cụ thể để ứng phó khi có những cái tình huống xấu nó diễn ra để bảo toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Hiện tỉnh Quảng Bình có khoảng 70 điểm có nguy cơ sạt lở cao. Tại các điểm này, các lực lượng xung kích cũng đã được bố trí ứng trực. Trước mùa mưa bão năm nay, diện tích nuôi trồng thủy hải sản, diện tích trồng rau màu đã được chính quyền địa phương vận động, thu hoạch nhằm tránh thiệt hại. Hiện tỉnh Quảng Bình đã sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lớn trong vài ngày tới. Thưa quý vị, theo dự báo, bão số 4 sẽ không đổ bộ vào Hà Tĩnh nhưng ảnh hưởng của siêu bão Noru có thể sẽ gây mưa lớn trên địa bàn. Nhằm ứng phó với ảnh hưởng của mưa bão, các địa phương tại Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt tại các điểm xung yếu có nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao. Ghi nhận của phóng viên VTC tại tỉnh Hà Tĩnh. Sau nhiều ngày mưa lớn, tuyến đường quốc phòng ven biển qua xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên xuất hiện 10 điểm sạt trượt như thế này. Hiện chính quyền địa phương đã cho dựng rào chắn, biển cảnh báo hai đầu đoạn đường sạt lở, đồng thời yêu cầu 13 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm di rời đến nơi an toàn. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp và vận động người dân, yêu cầu người dân là phải di rời vào nơi an toàn trước khi cơn bão vào và đồng thời ký cam kết với các cái hộ dân nếu trong cái thời gian mưa bão mà không được là ra những cái nơi xung yếu. Kè biển Cẩm Nhượng có vai trò đảm bảo an toàn cho gần 1 vạn dân cũng xuống cấp nghiêm trọng. Hiện đã xuất hiện khoảng 15 điểm sụt lún với chiều dài khoảng 200 mét. Sụt lún dọc cái tuyến này là rất là nhiều. Vì vậy mà để đảm bảo được an toàn này là đây là một cái vấn đề mà giải pháp tạm thời. Nhưng mà chúng tôi coi đây là một cái nhiệm vụ cấp bách để như vậy là sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai bão lũ, đặc biệt là cơn bão số 4 có thể ảnh hưởng vào Hà Tĩnh. Nhằm ứng phó với ảnh hưởng của bão số 4,
tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các hồ chứa trên địa bàn như hồ Sông Chí, hồ Tàu Voi, hồ Bộc Nguyên chủ động xả tràn đón lũ để có phương án ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Mặc dù mức nước tại hồ Bộc Nguyên vào thời điểm này chỉ đạt 17,8 m, thấp hơn so với mức nước an toàn trong quy trình điều tiết lũ. Thế nhưng đơn vị quản lý hồ đã tiến hành xả tràn để đón lũ với lưu lượng 10 m³/giây. Điều này cho thấy tính chủ động của chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng trong việc ứng phó với diễn biến phức tạp của bão Noru nhằm giảm bớt thiệt hại cho người dân nếu mưa lũ xảy ra. Trên địa bàn tỉnh thì hiện nay thì có 33 công trình hồ đập là có cái nguy cơ gây mất an toàn cao trong cái mùa mưa bão 2022. Thì ngoài ra thì còn có các cái vị trí xung yếu về đê kè, đê điều. Thì tất cả những cái vị trí này thì đã có các phương án phòng chống thiên tai cụ thể để đảm bảo được cái an toàn trong cái mùa mưa lũ. Trong sáng nay, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương, yêu cầu khẩn trương khắc phục kịp thời các điểm xung yếu, bố trí lực lượng túc trực 24/24, sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa bão trên địa bàn.